cựu nhân viên tình báo cia tiết lộ chương trình gián điệp của hoa kỳ tin từ hồng kông edward snowden một cựu nhân viên cơ quan tình báo hoa kỳ cia làm nhà thầu tại cơ quan an ninh quốc gia nsa cho biết Ông là người rò rỉ thông tin về việc chính phủ nước này giám sát người sử dụng Internet và ghi âm các cuộc gọi điện thoại. Ẩn nấu trong một phòng khách sạn ở Hồng Kông, ông Snowden, 29 tuổi, cho biết ông đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu và rất khó khăn để đưa ra quyết định tiết lộ thông tin chi tiết về chương trình của cơ quan NSA. Có tên mật là PRISM, mặc dù biết chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả vì hành động của mình ông nói rằng ông làm như vậy vì ông cảm thấy đất nước mình đang xây dựng một bộ máy giám sát vô trách nhiệm và bí mật do thám mỗi người dân hoa kỳ trả lời phỏng vấn báo washington post và the guardian sau khi đã trốn sang hồng kông cựu nhân viên cia edward snowden nói rằng ông không muốn sống trong một xã hội nơi mà mọi việc ông làm những điều ông nói đều bị ghi lén nsa đã xây một hệ thống cho phép ngăn chặn mọi thứ với khả năng đó hệ thống có thể tự động theo dõi ghi âm lại mọi liên lạc